6 bức ảnh làm bằng chứng thép Ngọc Trinh Khắc Tiệp bơ đẹp nhau tại sự kiện, tấm số 3 mới gọi là lồi lõm. Cuộc chiến tranh lạnh giữa cặp bài trùng đình đám nhất showbiz vẫn chưa đến hồi kết. Là tri kỷ của nhau nhưng cũng có lúc Ngọc Trinh Khắc Tiệp vướng khúc mắc khó giải quyết nhanh gọn. Theo lời của nữ hoàng nội y, cả hai đã xảy ra mâu thuẫn được hơn một tháng nay và quyết định hủy kết bạn với nhau trên Facebook. Được biết, mối quan hệ giữa họ đã tạm trở lại bình thường. Thế nhưng tại sự kiện mới đây, Ngọc Trinh Khắc Tiệp vẫn giữ khoảng cách khi chạm mặt. Họ không trò chuyện rôm rã hay chụp hình thân tình như trước đây, mà việc ai nấy làm. Cặp bài trùng tránh tiếp xúc gần, Ngọc Trinh làm bạn với điện thoại, trong khi bầu Khắc Tiệp trò chuyện với bạn bè. Đứng gần nhau nhưng vẫn chiến tranh lạnh, Ngọc Trinh chỉ tám với các chân dài khác. Ngọc Trinh Khắc Tiệp đứng xa nhau khi chụp ảnh nhóm. Dường như mối thân tình đã tạm rạn nứt. Ngọc Trinh Khắc Tiệp hủy kết bạn trên Facebook hồi tháng trước. Đã tìm ra danh tính game show là Khắc Tinh khiến 10 cặp đôi V-Mix lần lượt chia tay. Qua 2 mùa phát sóng, game show Đàn Ông Phải Thế chính thức lập kỷ lục khi hầu hết cặp đôi đều chia tay sau khi tham gia chương trình. Tim và Trương Quỳnh Anh, vợ chồng Tim Trương Quỳnh Anh là một trong những khách mời đầu tiên của chương trình. Hình ảnh ngọt ngào của vợ chồng nổi tiếng khiến nhiều người ghen tị. Nhưng tháng 5 2017, cả hai bị cho là đã đường ai nấy đi. Mặc thông tin ly hôn được xác nhận từ phía tòa án, cả hai vẫn giữ sự kiện với hình ảnh hạnh phúc. Lâm Vinh Hải, Lý Phương Châu, cặp đôi Lý Phương Châu, vợ cũ của Vũ Công kiêm diễn viên Lâm Vinh Hải, cũng từng tham gia chương trình này. Nhưng năm 2016, cặp đôi ly hôn và không bao lâu, Vũ Công điển trai công khai bạn gái mới là người mẫu Linh Chi. Mối tình của họ bị cộng đồng mạng chỉ trích nặng nề và mới đây cả hai đã chính thức đường ai nấy đi. Hiện tại Lý Phương Châu đang hạnh phúc với người tình mới là Vũ Công hiền xến. Phan Thanh Bình, Thảo Trang tham gia ở chương trình mùa đầu tiên với hình ảnh lãng mạn ngọt ngào. Nhưng chỉ vài tháng sau phát sóng, Phan Thanh Bình và bà xã Thảo Trang công khai ly hôn. Sau khi chia tay, Thảo Trang tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật và để con gái cho cụ tiền đạo nổi tiếng chăm sóc. Phi Thanh Vân, Bảo Duy. Phi Thanh Vân và ông xã Bảo Duy không ngần ngại thể hiện tình cảm trên sóng truyền hình khi tham gia chương trình này. Nhưng đầu năm 2016, cặp đôi bất ngờ ly hôn và không ngại kể xấu đối phương trên mặt báo. Sau khi ly hôn, Bảo Duy đã cưới vợ lần 3, còn nữ hoàng giao kéo cũng đang hạnh phúc bên bạn trai doanh nhân. Harry Won Tiến Đạt. Năm 2015, Harry Won Tiến Đạt tham gia game show mùa đầu tiên, thu hút sự chú ý của người xem. Cặp đôi không ngừng tiết lộ những điểm xấu làm khán giả truyền hình cười sảng khoái. Nhưng đầu năm 2016, Harry Won bất ngờ tiết lộ cô và bạn trai đã chia tay một thời gian. Một tháng sau đó, hình ảnh Trấn Thành và Harry hôn nhau đi ăn khuya được phát tán rộng rãi trên mạng xã hội. Hiện nữ ca sĩ và danh hài đã là vợ chồng. Huỳnh Anh, Hoàng Oanh. Huỳnh Anh và Hoàng Oanh cũng vừa tiết lộ chia tay được vài tháng. Năm 2016, họ từng tham gia game show này. Dù chênh lệch 2 tuổi, nhưng cả hai được đánh giá đẹp đôi. Ở chương trình này, Huỳnh Anh ra về khá sớm. Quỳnh Anh Xin và Bê Trần. Sau khi chia tay Bê Trần, Quỳnh Anh Xin vào năm lập nghiệp và hẹn hò Will của nhóm 365. Thế nhưng không bao lâu sau, cặp đôi cũng đường ai nấy đi. Hiện cựu thành viên nhóm 365 vướng tin đồn tình cảm với Khay Thi Nguyễn sau khi đóng chung phim Em Chưa 18. Diệu Nhi Anh Tú. Sau hơn 2 năm hẹn hò thời gian gần đây, cặp đôi Anh Tú Diệu Nhi không còn xuất hiện cùng nhau tại sự kiện. Không những bỏ theo dõi nhau trên Instagram và Facebook, cả hai cũng không còn chia sẻ ảnh với nhau. Trước đây, cặp đôi từng tham gia chương trình này. Gần đây, họ cũng thường xuyên né tránh những câu hỏi về tình cảm, cuộc sống riêng tư. Điều này khiến nhiều người cho rằng Anh Tú và Diệu Nhi đã chia tay. Mới đây, nam diễn viên sinh năm 1993 lên tiếng xác nhận giữa họ đang lục đục chuyện tình cảm và cả hai đã không dành thời gian cho nhau. Cát Tường Minh Thành. Hai năm trước, Cát Tường khiến khán giả bất ngờ khi công khai hẹn hò cùng người mẫu Minh Thành và tham gia game show này. Hơn nam người mẫu 10 tuổi, song nữ diễn viên khẳng định giữa hai người không có khoảng cách vì tính cách chị vui vẻ, hồn nhiên. Khi ở giai đoạn hạnh phúc, chị vẫn không ngại cho biết cả hai chỉ gắn bó một thời gian và sẽ không có chuyện kết hôn. Lần này gặp Cát Tường, chị thừa nhận tôi và Minh Thành đã chia tay nửa năm, gia đình tôi không ai ngăn cản, cũng không có lý do gì nghiêm trọng. Trong tình cảm tôi nghĩ khi đã hết duyên thì khó cưỡng cầu, cảm xúc đã hết có cố cũng không được. Hồ Quang Hiếu, Bảo Anh. Đến với chương trình này, Hồ Quang Hiếu từng gây bất ngờ khi không đồng hành cùng người yêu Bảo Anh mà kết đôi cùng ca sĩ trẻ Wendy Thảo. Dù tham gia chương trình một mình, nhưng cặp đôi Bảo Anh-Hồ Quang Hiếu vẫn không thể vượt qua được lời nguyền.
đi hát ở bar bị một thanh niên lao đến đánh tới tấp. Vì hành động này mà Duy Mạnh phải đền 2 triệu đồng. Bị khán giả lên sân khấu hành hung, hành động của Duy Mạnh khiến tất cả mọi người hoảng hốt, sau đó còn choáng hơn. Cách đây ít phút, một Facebook người đi cùng Duy Mạnh trong buổi biểu diễn tại một quán bar đã đăng tải câu chuyện về hành động đẹp của nam ca sĩ khiến ai cũng phải nể phục. Tối qua, Duy Mạnh biểu diễn tại một quán bar ở Quảng Trị, anh hát nhiệt tình và giao lưu với khách rất vui vẻ. Tuy nhiên, khi đang trình diễn bài phê thì một khán giả đã lao lên sân khấu, đột ngột hành hung và may là anh né kịp. Ngay lúc đó thì lực lượng an ninh đã có mặt kịp thời để đưa nam thanh niên gây rối này ra ngoài và xử lý. Điều đáng nói là Duy Mạnh vẫn bình tĩnh thực hiện nốt phần trình diễn của mình như chưa hề có chuyện gì. Sau khi hát xong, anh mới đi gặp thanh niên quá khích kia. Nhiều người nghĩ sẽ có một trận cãi vã hoặc thậm chí là trận đòn như tử giữa hai bên. Nhưng không, khi thấy nam thanh niên bị nhân viên an ninh xử lý mặt mũi đã sưng to, có dính chút máu rồi thì Duy Mạnh liền nói, thôi đánh làm gì, em nó bị say quá mà. Ngoài ra Duy Mạnh còn nói, người đi cùng đưa cho nam thanh niên đó 2 triệu để về mua thuốc uống. Ai cũng thấy Duy Mạnh xử lý quá tuyệt vời, tỏ vẻ ngưỡng mộ anh ra mặt luôn. Một người đi cùng Duy Mạnh kể lại sự việc tối qua, đồng thời tách tên cả nam ca sĩ. Ba mà Duy Mạnh biểu diễn tối qua, hình ảnh Duy Mạnh trong tối qua, nam ca sĩ rất vui vẻ và giao lưu cùng khán giả. Mọi người thi nhau chụp ảnh cùng thần tượng. Còn đây là hình ảnh nam thanh niên bị nhân viên đưa ra ngoài và xử lý. Duy Mạnh dù không xuất hiện nhiều trong làng giải trí, nhưng anh vẫn rất đắc show diễn ba, diễn tỉnh và hải ngoại. Đi tới đâu anh cũng được mọi người yêu quý. Duy Mạnh là nam ca sĩ sống rất thẳng thắn, không sợ đụng chạm người khác và đặc biệt là có những phát ngôn rất sốc trên Facebook. Một trăm lẻ một kiểu cầu hôn tác chiến của sao Việt, choáng nhất là Trấn Thành Harry Won chọn nơi ngỏ lời không ai ngờ tới. Nhiều sao Việt đầu tư màn cầu hôn lãng mạn cho nửa kia của mình còn công phu hơn cả trong phim ảnh. Mới đây, các Việt vừa gây xôn xao cả cộng đồng mạng vì màn cầu hôn siêu lãng mạn dành cho bạn gái. Để rước được nàng về dinh, nam ca sĩ đã cất công chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho màn ngỏ lời quan trọng này. Vây xung quanh bởi ánh nến và rất nhiều hoa hồng, các Việt đã ngỏ lời cầu hôn DJ Thanh Thảo, bạn gái xinh đẹp của mình. Trong không gian lãng mạn ngôn tình thế này thì làm sao mà Thạch Thảo lại có thể không nói lời đồng ý cho được, cận cảnh chiếc nhẫn đính hôn của cặp đôi. Từng trên tầng cao nhất của một tòa nhà, xung quanh là bạn bè mà ánh nến lãng mạn, Khắc Việt và bà xã tương lai trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Không chỉ riêng gì Khắc Việt mà nhiều sao Việt cũng có những màn cầu hôn siêu độc và lạ, khiến nhiều người ngưỡng mộ vì tình cảm chân thành dành cho người bạn đời. Sau khi công khai chuyện tình cảm với bạn trai là bác sĩ Việt Kiều Richard Lê, nữ diễn viên Mỹ Nhân Kế bất ngờ tuyên bố kết hôn, tạm dừng sự nghiệp để tập trung ổn định gia đình. Ngọc Quyên chia sẻ, cô được Richard Lê cầu hôn ngay tại bệnh viện nơi anh làm việc. Hôm đấy, Ngọc Quyên đến khám bệnh tại nơi Richard Lê đang làm việc. Trong lúc khám, chân dài bất ngờ khi thấy bạn trai mang đến chiếc nhẫn và ngỏ lời cưới cô trước sự chứng kiến của đồng nghiệp và bạn bè. Ngọc Quyên không hề biết rằng Richard Lê đã nhờ bạn bè sắp xếp màn cầu hôn này dành tặng cô. Chiếc nhẫn cầu hôn được một người thân hé lộ có giá 7.000 đô. Trước khi cưới được Tăng Thanh Hà về nhà, thì Lưu Uyên Nguyễn đã có màn cầu hôn Tăng Thanh Hà trên núi khi cả hai đang cùng nhau đi du lịch. Đó là vào thời điểm cặp đôi đi du lịch đến New Zealand. Tại một ngọn núi ở đây, Lưu Uyên Nguyễn đã quỳ gối, mở chiếc hộp đựng nhẫn cưới và ngỏ lời Tăng Thanh Hà. Nữ diễn viên xúc động trước lời cầu hôn và hạnh phúc nhận chiếc nhẫn từ bạn trai. Còn ông xã Hà Tăng, anh không biết làm gì ngoài hành động bế bổng bạn gái quay nhiều vòng, thể hiện sự vui sướng không thể diễn tả bằng lời. Chắc Thành Trung là sau việc lầy lội nhất, vì mãi tới khi chụp ảnh cưới, nam MC mới chịu ngỏ lời cầu hôn vợ sắp cưới trong một buổi tối lãng mạn tại Vịnh Hạ Long. Không chỉ thế, lời cầu hôn không giống ai của Thành Trung khiến Ngọc Hương và bạn bè không nhịn được cười. Ngọc Hương, em có đồng ý trở thành sen, na nụ, thắm tươi, hồng mít để chăm sóc cuộc đời anh và các con của anh không? Đây là tên của tất cả các bà giúp việc từng làm ở nhà anh. Anh mong rằng em không những yêu anh, lấy anh mà còn chăm sóc cho gia đình của anh. Giống như những người ấy, em nghĩ sao? Em yên tâm, lương cao lắm. Màn cầu hôn lãng mạn của Thành Trung được thực hiện trên bãi biển với hàng chục ngọn nến lấp lánh trong đêm. Từng trải qua cuộc hôn nhân nhiều sóng gió, Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 gạt đi nỗi buồn để tìm thấy sự bình yên bên Quang Huy.
Trên trang cá nhân, Diễm Hương chia sẻ khoảnh khắc cô được người yêu quỳ gối cầu hôn trên một bãi biển tại Philippines cùng lời tỏ tình lãng mạn. Người đẹp sinh năm 1990 tiết lộ, khi đang thưởng thức đồ uống trên bãi biển, cô nhận ra chiếc nhẫn dưới đáy cốc nước, đó cũng là lúc Quang Huy quỳ gối ngỏ lời hỏi cưới cô. Sau nhiều mối tình với các người đẹp showbiz không thành, tháng 4 2014, nam ca sĩ tìm lại bầu trời, kết thúc cuộc sống độc thân và đám cưới với cụ hot girl Hương Baby. Để kỷ niệm sự kiện trọng đại, Tuấn Hân đã thực hiện một clip để cầu hôn vợ với sự tham gia hỗ trợ của nam diễn viên Hiếu Hiền. Trong clip, Tuấn Hân tự ví mình là củ cà rốt vẫn rất gần gũi với Thỏ, nickname của Hương Baby. Biểu cảm của nam ca sĩ trong lúc ấp úng cầu hôn vợ không khỏi khiến người xem bật cười. Đoạn cuối clip là ca khúc Nắm lấy tay anh của nhạc sĩ Anh Tú dành tặng riêng cho mối tình vợ chồng Tuấn Hân. Nhiều sau việc được cầu hôn trong nước thì hot girl thời tiết Mai Ngọc lại được cầu hôn giữa màn đêm New York. Trong khung cảnh của màn đêm New York, bạn trai của hot girl thời tiết khiến lễ cầu hôn càng thêm lãng mạn khi chuẩn bị cả một con đường hoa nến. Vô số cánh hoa hồng trắng được trải thảm thành con đường với những chiếc đèn cầy nhiều kích cỡ đặt ở hai bên. Trải qua 6 năm yêu nhau và chung sống với nhiều mâu thuẫn, Tim đã quyết định cầu hôn Trương Quỳnh Anh. Để chính thức ngỏ lời hỏi cưới, Tim cùng bạn bè đã tổ chức buổi lễ cầu hôn tại một rạp chiếu phim. Nữ diễn viên bất ngờ được đưa đến một rạp chiếu phim mà Tim đã thuê trước. Sau đó theo dõi một clip Tim cùng con trai Sushi bí mật hợp tác làm sẵn. Trương Quỳnh Anh không tránh khỏi xúc động khi Tim dành tặng một bó hoa hồng to, quỳ xuống trao chiếc nhẫn cưới kèm theo lời cầu hôn ngọt ngào. Nam diễn viên, ca sĩ dành cho vợ nụ hôn thắm thiết. Bạn bè thân thiết tiết lộ, trải qua sóng gió, Tim càng trân trọng hơn tình cảm gia đình, đặc biệt là tình cảm với vợ, anh xác định mình phải là chỗ dựa vững chắc cho vợ con. Nói về độ công phu cũng như sự bất ngờ, thì màn cầu hôn trứng thành dành cho Harry Won cũng chẳng hề kém cạnh Tim Trương Quỳnh Anh. Sau chuyến lưu diễn dài ngày ở Mỹ, sau khi Harry Won vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất, lập tức được xe đưa đón và đưa đến quán bar tại khách sạn 5 sao, nơi có Trứng Thành đợi sẵn. Khu vực tổ chức lễ cầu hôn được trang trí cầu kỳ với màn hình LED chạy dòng chữ tiếng Hàn Harry làm vợ anh nhé và được bảo vệ nghiêm ngặt, không cho người lạ vào bên trong. Ngoài dòng chữ trên màn hình LED, những cây nến được xếp thành hình trái tim. Bên cạnh đó, Trứng Thành còn bí mật chuẩn bị các tiết mục cho sự kiện trọng đại đời mình với sự hỗ trợ của nhiều dancer để mang đến sự bất ngờ cho Harry Won. Harry Won cảm động trước màn cầu hôn bất ngờ của Trứng Thành. Harry Won dành cho anh nụ hôn say đắm.